con sâu thứ có tài giỏi bao nhiêu thì cũng chỉ là người làm công ăn lương ở công ty nhà chồng. Dũng mới đến hả em? Ơ, em chào anh ạ. Em sang thăm cháu với cả hỏi chị Thi mấy chuyện linh tinh ạ. À, bây giờ em có việc rồi, em phải đi ạ. Ok, vừa nhìn thấy anh đã đi về rồi à? Vâng ạ, em quên mất em có mấy việc linh tinh. À, ok em. Em chào anh ạ. Em chào chị. Bye bye, cảm ơn nhá. Dạ, về nhá. Vâng ạ. Anh à, hôm nay cậu Dũng còn biết mua cả quà cho cháu này. Trưởng thành nhờ. Lúc nãy Dũng nó nói linh tinh, nếu anh nghe được thì đừng nghĩ nhá. Thế à, nó nói gì em? Nam ơi Nam! Gì đấy? Em xem đây có phải là người hay mang quà quê đến nhà mình cho em không? Có quà quê à? Đâu? Em chơi với dân xã hội á? Gấu nhờ? Sao? Xã hội là thế nào? Cho mẹ xem cái. Mặt nhầu như quả táo tàu. Sao toàn đồng chọc thế này? Mai đi cái tập bà, em đến công ty. Bà dần lên con đi, bóp cổ bà xuân cho em. Bao nhiêu tập này là toàn suốt ngày khỏi suốt giờ này bà. Ôi em à, nó chửi em, nó nhảy vào trang cá nhân của em, nó chửi. Ôi. Bà Xuân, chỉ cần bà dần Xuân bị chửi đó. Ôi trời, lãi chửi. Bà Bích bị chửi nhưng vẫn được yêu rồi. Không, bà Bích yêu mà, bà Bích bây giờ yêu rồi. Bà Bích bây giờ được yêu. Cái kiểu của bà Bích yêu, đáng yêu. Chứ cái kiểu của em mới là đáng ghét. Ôi, nó ghét. Nó nhảy vào, nó chửi, chứ thôi rồi. Không tha. Anh Dũng lên. Anh nói nhỉ? Không cần. Mất thời gian, anh là em đi. Để em làm cho anh xem. Anh là em đi, ngó lên đi. Em nói đi, em nói đi. Chụp nó phát luôn. Thế? Không cần phải lấy đà chứ, dạ này. Để em quay nhá, nào. Thoại đi chứ. Phải thoại. Nên anh mới làm như vậy. Nên mới như vậy. Sao? Mới như vậy. Đó anh muốn nói gì? Đó, anh muốn nói như vậy. Anh xin lỗi nhé. Thế giờ anh muốn nói gì? Đánh bài nào cho anh Nam anh nhá. Chứ anh